khởi tố một cán bộ ban quản lý khu kinh tế Dung Quất về tội nhận hối lộ. Người ở Khánh Hòa nộp lại quà tặng 3,6 triệu đồng là ai? Lương nhà giáo cao nhất phải sớm trở thành hiện thực. Không kháng cáo, cựu chủ tịch Sài Gòn Cúp Diệp Dũng vẫn được giảm 2 năm tù. Khởi tố một cán bộ ban quản lý khu kinh tế Dung Quất về tội nhận hối lộ. Thưa quý vị và các bạn, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Khôi, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng thuộc ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi nhận hối lộ. Ông Khôi 48 tuổi, thường trú phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, chỗ ở hiện tại, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó ngày 11 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa, 50 tuổi, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi nhận hối lộ, khởi tố bị can Trần Thạch Nam, 46 tuổi, phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường thuộc ban này về hành vi đưa hối lộ. Đến ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khởi tố ông Lê Thế Tào, 54 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp vì hành vi đưa hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và kêu gọi những ai có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người ở Khánh Hòa nộp lại quà tặng 3,6 triệu đồng là ai? Thưa quý vị và các bạn, một cán bộ ở Khánh Hòa đã nộp lại quà tặng trị giá 3,6 triệu đồng là ông TVB, cựu hiệu trưởng một trường tiểu học ở thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh này. Tuy nhiên, theo nguồn tin, không phải ông B tự nguyện nộp lại quà tặng, mà việc nộp lại quà này được thực hiện khi có đơn kiến nghị của công dân gửi cơ quan có thẩm quyền về việc vị hiệu trưởng nhận quà cáp không đúng quy định. Cuối năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh có kết luận yêu cầu ông P nộp lại quà tặng đã nêu. Ông B đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh thi hành quyết định kỷ luật và giảm chức từ hiệu trưởng trường tiểu học sang làm hiệu phó một trường tiểu học và trung học cơ sở khác tại thành phố Cam Ranh. Thưa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2024 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số liệu tính từ tháng 10 năm 2023 đến 31 tháng 7 năm 2024. Theo đó, năm 2024 có 38 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kỷ luật do để xảy ra hành vi tham nhũng. Đáng chú ý, năm 2024 có một trường hợp ở Khánh Hòa nộp lại quà tặng theo quy định cho đơn vị với số tiền là 3,6 triệu đồng. Lương nhà giáo cao nhất phải sớm trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương lương nhà giáo cao nhất trong thang bảng lương cần được quy định rõ ràng và cụ thể bằng con số và sớm trở thành hiện thực. Dự thảo luật giáo dục sắp tới chỉnh Quốc hội phải quy định rõ ràng các chính sách đặc thù cho nhà giáo như lương cơ sở và phụ cấp cao nhất. Theo tinh thần của kết luận 91, lương của nhà giáo phải được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Đó là một trong những chỉ đạo rất quan trọng và kịp thời của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2024 cho ý kiến đối với một số dự án luật đề nghị xây dựng luật vào hôm qua. Quy định cụ thể nghĩa là chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp cần được thể hiện bằng con số rõ ràng, chẳng hạn như mức cao nhất là bao nhiêu, thay vì chỉ nói chung chung mang đến những hy vọng chưa rõ ràng. Hiện nay, lương giáo viên dao động từ khoảng 4,9 đến hơn 15 triệu đồng một người một tháng. Sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, dù lương mới cao hơn mức cũ khoảng từ 1,13 đến 3,7 triệu đồng, nhưng rõ ràng mức này còn lâu mới có thể coi là cao nhất. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến việc từ tháng 8 năm 2023 đến hết tháng 4 năm nay, cả nước đã có hơn 7.200 giáo viên nghỉ việc hoặc chuyển việc, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực tế, mục tiêu cao nhất như kết luận 91 đề ra hiện vẫn đang gặp rất nhiều vướng mắc. Một trong những vướng mắc lớn nhất là Nghị quyết 27 của Trung ương quy định mức tiền lương trong hệ thống hành chính sự nghiệp là như nhau, khiến cho nhà giáo khó có thể được hưởng lương cao nhất. Với vướng mắc mang tính nút thắt này, có thể sẽ có cách tháo gỡ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tách nhà giáo ra khỏi đối tượng điều chỉnh của luật viên chức
nhưng đồng thời cần kế thừa các quy định còn phù hợp với đặc thù nghề dạy học của luật này cũng trong phiên họp hôm qua. Trước đó vào tháng 7, tại buổi tọa đàm việc thực hiện chính sách pháp luật về nhà giáo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội tổ chức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thị Mai Hoa, người chủ trì tọa đàm cũng đã nhấn mạnh quan điểm tương tự với chỉ đạo của Thủ tướng. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, mục tiêu khi xây dựng luật nhà giáo là tạo ra một đạo luật riêng cho nhà giáo. Hiện tại nhà giáo đang được điều chỉnh bởi luật viên chức đối với giáo viên công lập và bộ luật lao động đối với giáo viên ngoài công lập. Nhà giáo là viên chức nhưng cần phải được coi là viên chức đặc biệt, là người lao động nhưng phải là người lao động làm nghề đặc biệt. Khi chủ trương được cụ thể hóa bằng con số, khi nhà giáo được công nhận là viên chức đặc biệt, không bị điều chỉnh bởi luật viên chức, tức là cũng không chịu ảnh hưởng bởi nghị quyết 27 về tiền lương, thì chắc chắn mục tiêu lương của nhà giáo cao nhất sẽ sớm trở thành hiện thực. Không kháng cáo, cựu chủ tịch Sài Gòn Cúp Diệp Dũng vẫn được giảm 2 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sài Gòn Cúp. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Diệp Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cúp không kháng cáo, nhưng bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ, khắc phục 17 tỷ đồng, có nhiều đóng góp cho xã hội và không có tình tiết tăng nặng. Từ đó hội đồng xét xử tuyên giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ngoài ông Dũng, bị cáo Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á và Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Mới cũng không kháng cáo nhưng vẫn được hội đồng xét xử xem xét và giảm từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Đối với 6 bị cáo có kháng cáo gồm Nguyễn Thành Nhân, cựu Tổng Giám đốc Sài Gòn Cúp, Hồ Mỹ Hòa, cựu Giám đốc Tài chính Sài Gòn Cúp, Trần Trung Liệt, cựu Kế toán trưởng Sài Gòn Cúp, Hàng Thanh Dân, cựu trưởng Ban Kiểm soát Sài Gòn Cúp, Phạm Thị Minh Ngọc, cựu Phó Ban Kiểm soát Sài Gòn Cúp, Nguyễn Thị Thùy Trang, cựu thành viên Ban Kiểm soát Sài Gòn Cúp. Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo này phạm tội với vai trò hạn chế, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả. Từ đó hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo này từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù. Theo nội dung vụ án, năm 2016, Sài Gòn Cúp xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Bixi Việt Nam và được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Sau đó tài khoản huy động vốn của Sài Gòn Cúp nhận được 3.000 tỷ đồng của 56 công ty góp vốn. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, bị cáo Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng Quản trị Sài Gòn Cúp mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Sài Gòn Cúp thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Bixi Việt Nam. Sau đó tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Mới với số tiền là 1.000 tỷ đồng. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Mới và Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á, Sài Gòn Cúp được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7% một năm. Tuy nhiên sau đó bị cáo Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% một năm xuống còn 0% một năm, gây thiệt hại cho Sài Gòn Cúp hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo trong vụ án do có thái độ hợp tác trong quá trình điều tra, đã thành khẩn nhận tội và tự nguyện nộp một phần tiền khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác trước đây.